lấy cát bì của Chúa. Ở chương 2, sách Luca chương 2, đoạn 21, câu 21, là lễ cắt bì của Chúa. Sau khi được 8 ngày là lúc hài nhi chịu lễ cắt bì, có trẻ được đặt tên là Giêsu. Tên thiên sứ đã đặt trước khi Maria có thai. Lễ dâng Chúa trong đền thờ. Khi kỳ thanh thầy theo luật Môi-se đã hoàn tất, Joseph và Maria đem hài nhi Giêsu lên Jerusalem để dâng cho Chúa vì đã ghi trong luật của Ngài. Mỗi trưởng lam phải được dâng hiến cho Chúa và để dâng tế lễ theo luật Chúa dạy. Một cặp chim ngói hoặc hai con bồ câu lon. Simeon lúc ấy tại Jerusalem có cụ Simeon là người công chính và sùng đạo. Cụ đang trông đợi niềm an ủi cho người Israel. Thánh Linh ở trên cụ và cụ được Đức Thánh Linh báo cho biết sẽ không qua đời trước khi thấy đấng cứu thế của Chúa. Đức Thánh Linh cảm xúc cụ vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem hài nhi Giêsu vào để làm cho Ngài các thủ tục theo kinh luật. Cụ bóng bồng ấm hài nhi và chúc tụng Đức Chúa Trời, lạy Chúa. Hay cùng có cụ đi nhỉ? Có cụ tí là ngân hàng à? Dạ, thì bây giờ muốn sớm à? À, dạ. Cứ đi có cụ tí. Ra ngân hàng thì ra ngân hàng thôi. Chuẩn bị rau cỏ đấy. Đây rồi, cam quýt rồi. Không còn một bánh dưa nữa là nó bỏ cho.